Chúng ta đang tập đọc bằng cách làm quen với một số từ ngữ của một thành phố. Chúng ta sẽ ôn lại một số các cái từ ngữ đã học. Les moyens de transport, các phương tiện di chuyển. Les moyens de transport. Un vélo, une moto, un scooter, une voiture, un taxi, une moto taxi, un bus de nuit, nuit là ban đêm, un camion citerne, un camion à benne, une camionnette, un semi-remorque, un train, un avion, un métro, un tramway, un bateau, un aéroglisseur, un télésiège. Chúng ta nhắc lại hai cái từ ghép này. Glisseur là cái gì mà nó trượt được. Glisseur là trượt. Aero là ở trên không. Aeroglisseur là cái tàu trượt mà chúng ta có cảm giác là nó bay lên trên mặt nước. Chúng ta gọi là tàu cánh ngầm. Ở đây cũng là một từ ghép. Siège là một cái ghế, cái ghế ngồi trong các cái phương tiện giao thông. Télé là cái tiền tố để nói về xa, ý nghĩa là xa. Télésiège, chúng ta ngồi lên trên cái ghế này và có một cái dây cáp nó kéo toàn bộ các cái ghế này từ cái điểm này tới một cái điểm khác rất là xa. Chúng ta ôn lại một số các cái từ ngữ liên quan tới một cái thành phố. Une ville, une rue, une avenue, un boulevard, une ruelle, une impasse, un rond-point, un carrefour, un trottoir, un passage piéton, un feu rouge, un parc, une place, un parking, un pont, un autopont, un lampadaire, une station de bus, un abribus, une voie sur berge, le boulevard circulaire. Ở trong phần này chúng ta để ý số 2 và số 3 đều mang nghĩa là đại lộ. Avenue là một con đường rất lớn, có nhiều làn xe, có giải phân cách, có hai cái vỉa hè để cho khách bộ hành. Và thường thường đại lộ avenue này dẫn tới một cái vòng xoay hoặc dẫn tới một cái quảng trường. Trong khi boulevard cũng là đại lộ, nhưng mà là mang cái nghĩa đại lộ đi vòng quanh. Bởi vì khởi thủy, boulevard là những cái con đường đi vòng quanh một cái thành quách thời xưa, thời Trung Cổ, nó đi vòng quanh để làm con đường bảo vệ cái thành quách. Sau này, cái tàn tích của những con đường này, nó cũng có cái dạng hình hơi cong cong như vậy, gọi là un boulevard. Như vậy, boulevard chỉ hiếm thấy, chỉ thấy trên một số các cái thành phố, không phải chỗ nào cũng có boulevard. Bây giờ chúng ta sẽ học một số các cái cơ sở thương mại mà chúng ta thấy ở ngoài đường. Đi ra ngoài đường chúng ta có thể gặp một hoặc là nhiều các cái cơ sở như thế này. Để chúng ta để ý các cái chữ mà có âm tiết ơ nằm ở giữa như thế này, như trường hợp số 2, trường hợp số 5, trường hợp số 7, trường hợp số 11 này, đều không phát âm. Khi một âm tiết mang ký tự ơ nằm giữa hai âm tiết khác thì không phát âm. Và hầu hết các cái tiệm này đều là giống cái un, đều là giống cái hầu hết. Chúng ta có số 1, tiệm bán thịt, une boucherie, là không đọc âm tiết ơ. Do đó chỉ còn 2, une boucherie, une boucherie, tiệm bán thịt. Thịt này là thịt chúng ta mới mổ xẻ cái con thú ra.
chúng ta bày ra bán cho khách hàng. Khách hàng mang cái thịt này về phải chế biến, phải nấu lên, gọi là thịt sống, une boucherie. Số 2, une boulangerie, 4 âm tiết, còn lại 3, boulangerie, còn lại 3 là boulangerie, tiệm bán bánh mì. Số 3, une boutique de photocopieuse, chữ S biến thành Z bởi vì đứng giữa hai nguyên âm. Photocopieuse là cái máy photo, boutique là một cái tiệm, tiếng Anh gọi là shop, cái tiệm có cái máy photo, tức là tiệm photo giấy cho khách hàng. Une boutique de photocopieuse. Số 4, un café. Cà phê chúng ta có ba nghĩa. Nếu mà mang article là defini là le, le cà phê là chất cà phê. Chẳng hạn như là ba tôi thích cà phê. Mon père aime le café, le cà phê. Nếu mà mang article indéfini là ai này thì nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là một quán cà phê như ở trong bài này. Nghĩa thứ hai là một ly cà phê, một tách cà phê. Chẳng hạn mình nói với bạn mình là tôi muốn một tách cà phê, je veux un café, thì không phải là tôi thích một cái quán cà phê, tôi thích một ly cà phê. Ở trong bài này, đây là các cơ sở thương mại, thì đây là một cái quán cà phê. Une charcuterie, 4 âm tiết, còn lại 3, bỏ âm tiết giữa, thành còn 3. Une charcuterie, tiệm bán thịt nguội, giống như là tiệm bán thịt của thương hiệu Vissan chẳng hạn. Thì các cái thịt ở trong cái tiệm này chúng ta về chúng ta có thể ăn ngay, giò, chả, xúc xích, thịt chả bông, đó là các cái thịt đã chế biến rồi, chúng ta gọi là thịt nguội. Une charcuterie. Un cinéma. Une cordonnerie, 4 âm tiết còn 3. 1, 2, 3, 4, bỏ âm tiết giữa. Une cordonnerie, tiệm bán giày. Un fleuriste. Une fleur là một bông hoa. Un fleuriste là người bán hoa. Chúng ta cũng có thể nói đây là một tiệm bán hoa cũng được. Và nó mang cái article masculine. Un fleuriste. Số 9, 3 âm tiết, letterie, còn 2, letterie, xuất phát từ chữ le, L-A-I-T, le le là sữa, letterie là tiệm bán sữa và các sản phẩm từ sữa, chẳng hạn như là fromage, bơ, yaourt. Số 10, une librairie, nhà sách. Số 11, xuất phát từ lunette. Lunette là kính đeo mắt. Une lunetterie, tiệm bán kính. 4 âm tiết còn 3, lunetterie. Đọc nhanh thành lunetterie, tiệm bán kính. Un magasin, ký tự S phát âm là Z bởi vì đứng giữa hai nguyên âm. Magasin, cửa hàng lớn, có quy mô lớn. Chẳng hạn như là Nguyễn Kim, Thế Giới Di Động, gọi là magasin. Số 13, un marché, chợ. Số 14, 4 âm tiết, pâtisserie, còn lại 3, pâtisserie. Pâtisserie là tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt tức là bán các cái loại bánh bông lan, bánh gato. Đôi khi người ta ghép pâtisserie với số 2, boulangerie. Người ta sẽ để boulangerie có một cái gạch nối, patisserie là cái tiệm này nó có một cái mặt bằng cho cả hai chức năng bán bánh mì và bán bánh ngọt. Số 15, une pharmacie, nhà thuốc Tây. Số 16, có 4 âm tiết, 1, 2, 3, 4, poissonnerie. Poissonnerie, đọc nhanh còn 3, une poissonnerie. Poisson là con cá, le poisson là con cá, poissonnerie tiệm bán cá. Số 17 cũng 4 âm tiết, cancaillerie.
Kankai-ori, bỏ âm tiết giữa, còn lại ba, Uinkankai-ri, Uinkankai-ri. Cái tiệm này nó hơi, chữ này hơi khó nhớ, nhưng mà cái tiệm này chúng ta thấy xuất hiện nhiều ở trên các cái con đường, tức là các tiệm bán các cái vật tư điện nước, ống nước, rồi dây, rồi các thứ để mà sửa chữa, các cái sửa chữa trong nhà đó, chúng ta gọi là tiệm bán vật tư điện nước, Uinkankai-ri. À, restaurant, nhà hàng. Une station service, station là một cái trạm, service là dịch vụ. Ở cái trạm này có bán xăng, có các cái cây xăng, đồng thời ở trong cái căn ở bên sau có bán nhiều thứ liên quan tới xe cộ và đôi khi bán cả các một số các cái thức ăn. Une station service, mình đi xe trên đường xa, mình vào mình đổ xăng, đồng thời mình cũng có thể mua thêm một số các cái thực phẩm để chúng ta tạm ăn trên đường. Un supermarché, giống như marché, super là siêu, marché là chợ, siêu thị. Và chúng ta đọc lại. Le commerce, une boucherie, une boulangerie, une boutique de photocopieuse, un café, une charcuterie, un cinéma, une cordonnerie, un fleuriste, une laiterie, une librairie, une lunetterie, un magasin, un marché, une pâtisserie, une pharmacie, une poissonnerie, une quincaillerie, un restaurant, une station service, un supermarché. Chúng ta để ý thêm một điều nữa. Chẳng hạn như tôi lấy số 16, une poissonnerie, đọc nhanh là une poissonnerie, là một cái tiệm bán cá, là một cái mặt bằng, trong đó người chủ chỉ bán cá thôi. Cả cái mặt bằng này dùng để bán cá. Nhưng poissonnerie có thể là một cái gian hàng bán cá ở trong một cái siêu thị, ở trong một cái supermarché. Chúng ta đi vào siêu thị, chúng ta thấy các cái khu vực rất là đa dạng, bán quần áo, các cái đồ khô, cho tới bánh kẹo, cho tới rau cỏ, và có cả bán cá nữa. Thì chúng ta nói cái khu vực bán cá gọi là poissonnerie, chứ không phải là một cái tiệm bán cá nó nằm hẳn trong siêu thị, mà là cái khu vực bán cá. Và cũng như vậy, chúng ta đi tới cái khu vực laiterie của siêu thị, là tới chỗ này sẽ có nhiều cái cửa kính, những cái quầy bán sữa, bán rau ua, bán bơ, bán fromage. Trong phần này chúng ta học một số từ les services, các cái dịch vụ mà chúng ta có thể bắt gặp trên một cái đường phố của một cái thành phố. Les services. Số 1, un aéroport, một cái sân bay. Đây là một cái từ ghép, ghép chữ port, P-O-R-T, là một cái hải cảng, với cái tiền tố là aero. Aero là liên quan tới không gian. Un aéroport, chúng ta dịch không cảng, cảng hàng không hay là không cảng, chúng ta cũng có thể dịch là sân bay. Chữ port này, P-O-E-T, là một cái hải cảng xuất hiện từ lâu đời, trước khi người ta phát minh ra máy bay. Port là cái nơi để cho các cái tàu thuyền nó cập bến, kể cả các cái tàu chạy bằng buồm ngày xưa hoặc là chạy bằng hơi nước. Khi người ta phát minh ra máy bay thì người ta ghép chữ port với aero, an aéroport, sân bay. Số 2, une agence immobilier, agence là một cái văn phòng. Ở đây người ta bán các cái nhà cửa, mặt bằng, đất đai, immobilier, những cái gì mà nó bất động, bất động sản. Bất immobile là bất động, immobilier là bất động sản, một văn phòng địa ốc hay là văn phòng bất động sản. Số 3, une agence de voyage, văn phòng du lịch. Số 4, une banque. Số 5,
cabinet médical. Cabinet là một cái phòng làm việc. Medical là về y khoa, tức là phòng khám bệnh. Chúng ta thấy có các cái phòng mạch của các bác sĩ tư đó, chúng ta gọi là cabinet medical. Số 6, un cabinet juridique hoặc là un cabinet d'avocat. Đây cũng là văn phòng về luật pháp hoặc là văn phòng của một ông luật sư. Avocat là một vị luật sư. Đây là chữ D này, D-E này, lược đi. Cabinet d'avocat, văn phòng luật sư. Un cabinet de notaire. Notaire là một công chứng viên, là một người. Un cabinet de notaire là văn phòng công chứng. Cái chữ này là một người, cũng như avocat là một người. Số 8, une clinique là phòng khám có quy mô nhỏ hoặc là một cái bệnh viện tư. Số 9, un garage. Garage nghĩa đầu tiên là một cái nhà để xe của một căn hộ, của một cái nhà tư nhân. Một cái nhà có ô tô và có sân bãi to thì người ta làm ra một cái garage để cho, để che, để đưa xe vào. Ở ngoài đường thì chúng ta gọi là một cái xưởng, sửa xe hơi, un garage. Số 10, une gare. Gare, nhà ga xe lửa. Tiếng Việt Nam chúng ta gọi là ga, nhà ga là chúng ta gọi tắt. Khi phát âm cho chuẩn, chúng ta phải có cái âm e rồi một chút ở sau chữ une gare, une gare. Số 11, une gare routière, cũng là cái nhà ga dành cho các phương tiện chạy trên đường. Ở đây dành cho các xe lửa. Route là con đường, các phương tiện chạy trên đường tức là bến xe. Chúng ta gọi là xa cảng cũng được. Une gare routière, xa cảng. Un hôpital, đọc nối, bệnh viện. Un institut, một cái viện. Là chúng ta ghép vào nó sẽ ra nhiều loại viện. Viện nông nghiệp. Un institut. Số 14, une mairie, tạm dịch là tòa thị chính. Thị là thành phố, chính là hành chính. Tòa là một cái nhà có quy mô to, cao và dài, rộng, gọi là tòa. Chúng ta tạm dịch như vậy bởi vì mairie ở một thành phố lớn thì chúng ta gọi là tòa thị chính thành phố. Nhưng mà về quận thì nó nhỏ đi, vẫn gọi là mairie. Về tới xã nó còn nhỏ hơn nữa, cũng gọi là mairie. Như vậy chúng ta về một cái xã, chúng ta thấy một cái nơi để làm giấy tờ cho cái cư dân ở trong cái xã đó, chúng ta cũng gọi là mairie. Nhưng mà dịch qua tiếng Việt không thể gọi là cái tòa thị chính, bởi vì nhiều khi nó chỉ là một cái nhà cấp 4 khá nhỏ, mái tôn đơn sơ, nhưng mà cũng gọi là mairie. Vậy mairie có thể dịch là ủy ban nhân dân, rồi tùy đó, xã, phường, quận, huyện, thành phố, tỉnh, mairie. Số 15, une pagode, cái chùa. Số 16, une poste, bưu điện. Số 17, un salon auto. Salon auto, chúng ta thấy ở các thành phố lớn có những cái phòng nó trưng các cái xe ô tô mới ra để bán, gọi là salon ô tô. Đôi khi chúng ta cũng thấy salon ô tô ở trên báo chí, nó là phòng triển lãm, một cuộc triển lãm ô tô chỉ xuất hiện ở các cái thành phố lớn, ở của các quốc gia lớn để triển lãm các cái ô tô đời mới. Ở đây chúng ta thấy trên đường phố thì gọi là phòng bán xe hơi. Số 18, une salon de beauté. La beauté là sắc đẹp. La beauté là sắc đẹp. Un salon de beauté là cái tiệm chăm sóc sắc đẹp. Une salle de musculation. Ở đây chúng ta có cái gốc là muscle. Muscle là một cái bắp thịt. Musculation là tập bắp thịt. Une salle de musculation, phòng tập thể hình. Số 20, un temple. Chúng ta để ý chữ M mà đứng trước P thì phát âm như là N,
un temple, đình, hoặc là cái đền, hoặc là cái miếu. Quốc tử giám cũng gọi là temple, các cái nơi mà chúng ta của gọi là đình, đền, miếu thì đều dùng chung cho là temple. Le service, un aéroport, une agence immobilière, une agence de voyage, une banque, un cabinet médical, un cabinet juridique, un cabinet d'avocat, un cabinet de notaire, une clinique, un garage, une gare routière. Chỗ này chúng ta đọc tương đương như là chữ CH của tiếng Việt đó, chi đó. Une gare routière, un hôpital, un institut, une mairie, une pagode, une poste, un salon auto, un salon de beauté, une salle de musculation, un temple.